ngỡ ngàng trước những điều mà quốc tế nói về Việt Nam trong tuần qua, đặc biệt là nước này. Xin chào các bạn của Việt Nam Soccer. Các bạn thân mến, Việt Nam, một quốc gia với truyền thống lâu đời và nền văn hóa đa dạng, đang ngày càng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Trong suốt tuần qua, những gì mà các phương tiện truyền thông quốc tế và các chuyên gia phân tích quốc tế đề cập đến về Việt Nam đã tạo ra không ít sự ngạc nhiên. Từ những tiến bộ vượt bậc trong ngành công nghệ và thương mại, đến các hoạt động đối ngoại đầy ấn tượng, hay những sự xuất hiện vô cùng nổi bật tại các diễn đàn quốc tế hàng đầu thế giới. Đất nước này đang thể hiện sự trỗi dậy mãnh liệt và tự tin. Đặc biệt, sự chú ý không chỉ tập trung ở những khu vực quen thuộc như Đông Nam Á, mà Việt Nam đang dần xuất hiện trên bản đồ toàn cầu, thu hút sự quan tâm từ mọi ngóc ngách. Những câu chuyện đầy bất ngờ về Việt Nam không chỉ đang chinh phục các thị trường kinh tế mà còn khẳng định vị thế của mình trong quan hệ quốc tế. Vậy những thông tin nào khiến cả thế giới phải nhìn về Việt Nam trong tuần qua? Chúng ta có thực sự nhận thức hết những biến chuyển ấn tượng này hay chỉ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong hành trình phát triển? Hãy cùng Việt Nam Stronger đi xem ngay bây giờ các bạn nhé! Các bạn thân mến, trong tuần qua, Việt Nam đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế nhờ vào những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực đối ngoại, kinh tế và sự đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế cũng như là phương tiện truyền thông toàn cầu. Những sự kiện này không chỉ phản ánh sự thịnh vượng và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Việt Nam trong các quan hệ quốc tế, mà còn khẳng định rằng đất nước này đang vươn lên đột phá, vượt qua thử thách để khẳng định vị thế và tiềm năng của mình trên trường thế giới. Từ sự phát triển vượt bậc của các ngành công nghiệp chủ chốt như bán dẫn và dệt may, đến sự bùng nổ của thương mại điện tử và các chuyến công du ngoại giao quan trọng của lãnh đạo Việt Nam, tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn diện về một Việt Nam đang dần khẳng định mình như một điểm đến hấp dẫn và đáng chú ý trên bản đồ toàn cầu. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong tuần qua là sự chú ý mà các phương tiện truyền thông quốc tế đã dành cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Trong bối cảnh ngành bán dẫn đang đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của các thiết bị điện tử và công nghệ hiện đại, Việt Nam đang vươn lên như một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Theo báo cáo từ Reuters, Việt Nam hiện đang chiếm lĩnh các giai đoạn trong quá trình sản xuất bán dẫn, đặc biệt là trong các khâu như đóng gói và kiểm thử chip. Việt Nam đã thu hút sự chú ý của các ông lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn như Intel, Samsung và TSMC. Khi hàng loạt nhà máy sản xuất được xây dựng tại các khu công nghiệp lớn, chính phủ Việt Nam đã nhận thức rõ rệt tầm quan trọng của ngành công nghiệp này và không ngừng triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Trong những năm qua, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng, đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật cao và xây dựng các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Theo thông tin từ Reuters, Việt Nam hiện đang chiếm lĩnh một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, nhất là trong các công đoạn đóng gói, kiểm thử và lắp ráp các loại chip dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng. Sự phát triển này không chỉ giúp tạo ra một lượng lớn việc làm mà còn nâng cao giá trị xuất khẩu, góp phần làm giàu cho nền kinh tế đất nước. Các chuyên gia dự đoán rằng trong vòng 10 năm tới, Việt Nam có thể chiếm tới 8-9% thị phần toàn cầu trong ngành bán dẫn, trở thành một đối thủ nổi bật trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc gia tăng vai trò trong nền kinh tế số thế giới, đồng thời tạo tiền đề để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao khác như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và Internet vạn vật IoT. Cùng với đó, ngành dệt may của Việt Nam cũng nhận được sự chú ý nổi bật trong tuần qua. Theo các báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu ngành uy tín như Apple Resources, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng dệt may lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là minh chứng cho sự phát triển ấn tượng của ngành dệt may Việt Nam, mà còn phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam trong việc thích ứng và vươn lên nhanh chóng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động. Suốt vài năm qua, ngành dệt may của Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu liên tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong 10 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Những con số ấn tượng này không chỉ cho thấy Việt Nam đang duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ mà còn cho thấy đất nước này đang vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong ngành sản xuất dệt may. Một trong những yếu tố then chốt giúp Việt Nam gặt hái được thành công nổi bật trong ngành dệt may chính là sự gia tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại. Các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam không chỉ chú trọng đến việc sản xuất hàng hóa có chất lượng vượt trội mà còn rất chú trọng vào việc sáng tạo và phát triển các mẫu mã, thiết kế sản phẩm phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng quốc tế. Việc liên tục cho ra đời những dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng cao và thậm chí là có giá trị gia tăng lớn như sản phẩm dệt may thời trang đã giúp Việt Nam không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu mà còn giành được lòng tin của những đối tác lớn trên toàn cầu như HM, Zara và Adidas. Bên cạnh đó, ngành dệt may Việt Nam còn được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do FTA mà đất nước đã ký kết với nhiều đối tác chiến lược, đặc biệt là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU-EVFTA.
Những thỏa thuận này không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm chi phí xuất khẩu, đồng thời mở ra cơ hội lớn để thâm nhập vào các thị trường khó tính và yêu cầu cao như Mỹ, EU và Nhật Bản. Những ưu đãi thuế quan và điều kiện thuận lợi từ các hiệp định này đã giúp Việt Nam củng cố vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo đà cho ngành dệt may tiếp tục phát triển đột phá trong tương lai. Không chỉ trong các ngành sản xuất, thương mại điện tử tại Việt Nam cũng đang có những bước tiến vượt bậc, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Theo các báo cáo từ các tờ báo quốc tế như Kinh tế Trung Quốc, Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendor và TikTok Shop đã chứng kiến một sự bùng nổ doanh thu ấn tượng trong 3 quý đầu năm 2024. Cụ thể thì tổng doanh thu của 5 nền tảng này đã tăng trưởng lên tới 37,66% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 28.000 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng, nhất là trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường này không chỉ là một kết quả của việc tăng trưởng tiêu dùng trong nước, mà còn phản ánh những yếu tố bên ngoài như sự chuyển mình nổi trội trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, một đối tượng đông đảo và am hiểu công nghệ. Thương mại điện tử tại Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi giúp thúc đẩy sự phát triển vượt trội. Đầu tiên là phải kể đến dân số trẻ với tỷ lệ sử dụng Internet cao và khả năng tiếp cận công nghệ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự phát triển của các hệ sinh thái thanh toán trực tuyến và logistics cùng với các cải tiến trong giao diện và trải nghiệm người dùng đã giúp các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì mức độ hài lòng của khách hàng. Điều này giúp thu hút người tiêu dùng, thúc đẩy doanh thu và gia tăng sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Không chỉ nổi bật trong các ngành công nghiệp, tuần qua Việt Nam còn gây ấn tượng trên các diễn đàn quốc tế. Các chuyến công tác quan trọng của các lãnh đạo Việt Nam bao gồm chuyến thăm Chile, Peru của Chủ tịch nước Lương Cường và sự tham gia của ông tại APEC 2024 đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm này không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực mà còn khẳng định vai trò của đất nước trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế. Chủ tịch nước Lương Cường đã tự tin kêu gọi các quốc gia hợp tác để loại bỏ chiến tranh thương mại và xây dựng một nền kinh tế toàn cầu ổn định, công bằng và bền vững. Không kém phần quan trọng, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Mekong đã góp phần nâng cao quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Những chuyến đi này không chỉ khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hợp tác kinh tế khu vực, mà còn nhấn mạnh đến sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, nổi bật nhất là trong lĩnh vực đường sắt và logistics, nhằm tạo nên nền tảng vững chắc cho sự kết nối khu vực. Những điều mà cộng đồng quốc tế nói về Việt Nam trong tuần qua chính là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi mạnh mẽ về vị thế của đất nước này trên trường quốc tế. Từ những thành tựu ấn tượng trong ngành công nghiệp bán dẫn, dệt may, cho đến sự bùng nổ của thương mại điện tử và các hoạt động ngoại giao đầy sáng suốt, Việt Nam đang khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong các diễn đàn toàn cầu. Với sự nỗ lực không ngừng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện quan hệ quốc tế, Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang trên đà phát triển nhanh chóng mà còn là một đối tác kinh tế quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và thế giới. Những kết quả mà đất nước đạt được trong tuần qua sẽ là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến bài viết này. Đừng quên bấm like, nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu bạn có thông tin gì muốn nghe hay muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Báo Nga tiết lộ gây sốc, quan chức châu Âu lên kế hoạch ve vãn Việt Nam, Hà Nội hãy coi chừng. Một bài báo Nga gây sốc thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận khi tuyên bố rằng EU đang có kế hoạch ve vãn Việt Nam. Sự quan tâm của các nước lớn là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược ngoại giao của các quốc gia phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á. Việt Nam, với vị trí địa lý chiến lược và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, đang trở thành một mảnh đất vàng mà các cường quốc đều muốn khai thác. Nào, hãy cùng mình tìm hiểu xem đây là nhận định của tờ báo uy tín nào của Nga. Liệu đây có phải là một âm mưu mới của các ông lớn phương Tây không? Có thể bạn đã biết, quan hệ giữa Việt Nam và EU bắt đầu từ năm 1990 khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, mối quan hệ này đã phát triển theo hướng đa dạng và phong phú. Việt Nam và EU đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Năm 2020, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA đã mở ra một chương mới cho quan hệ thương mại giữa hai bên. Hiệp định này không chỉ tạo động lực cho sự phát triển thương mại mà còn thúc đẩy đầu tư từ EU và Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. EU hiện đang là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại giữa hai bên liên tục tăng trưởng. Nhiều sản phẩm chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép và thủy sản đã có mặt trên thị trường châu Âu, giúp Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Trong bối cảnh các quốc gia đang tìm kiếm những thị trường mới để đầu tư và phát triển, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trong chiến lược của EU.
khu vực Đông Nam Á đang trở thành một trung tâm kinh tế mới với dân số trẻ và tiềm năng phát triển lớn. Việt Nam, với vị trí địa lý chiến lược, trở thành một đối tác không thể thiếu trong các kế hoạch của EU nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực này. Việc EU hướng tới Việt Nam có thể nói là vị sự cần thiết trong việc hợp tác đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững. EU nhận thấy rằng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của châu Âu. Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vào năm 2025 được coi là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự quan tâm của EU đối với Việt Nam. Đây không chỉ là một chuyến thăm mang tính chất ngoại giao thông thường, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của EU nhằm củng cố quan hệ với các quốc gia ASEAN. Phó Chủ tịch EC Margrethe Schneider đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong các kế hoạch hợp tác của EU, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của châu Âu. Ông cũng cho biết rằng EU đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận để nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ từ phía EU trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam. EU không dừng lại ở thương mại mà còn muốn mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức lớn, EU cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Sự chuyển mình sang nền kinh tế xanh mang lại lợi ích cho môi trường, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm và đầu tư cho người dân Việt Nam. Thứ hai là giáo dục và đào tạo. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam. Các chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu giữa các trường đại học Việt Nam và châu Âu sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến và hiện đại. Thứ ba là an ninh và quốc phòng. Trong bối cảnh an ninh khu vực đang ngày càng phức tạp, việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng sẽ là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và EU. EU có thể cung cấp hỗ trợ về đào tạo và chia sẻ thông tin tình báo, giúp Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ. Việc EU về vãn Việt Nam mở ra nhiều cơ hội phát triển cho đất nước. Trước hết, Việt Nam có thể tận dụng các nguồn nhân lực đầu tư từ EU để phát triển hạ tầng, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Qua đó cũng giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Sự hợp tác với EU cũng sẽ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế, tạo dựng hình ảnh một quốc gia đang phát triển năng động và hội nhập. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Các yêu cầu khắt khe từ EU và tiêu chuẩn chất lượng, bảo vệ môi trường và nhân quyền có thể tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là đối với những ngành công nghiệp truyền thống. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần phải chuẩn bị tốt để đối phó với sự cạnh tranh gia tăng từ các doanh nghiệp nước ngoài. Sự hiện diện của các công ty châu Âu tại Việt Nam có thể tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong nước, buộc họ phải cải thiện chất lượng và đổi mới công nghệ. Các quan chức Việt Nam đã có những phản hồi tích cực về triển vọng nâng cấp quan hệ với EU. Họ nhận thấy rằng sự quan tâm từ EU khiến nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường châu Âu. Họ cũng tin rằng sự hợp tác với EU sẽ mang lại những lợi ích bền vững cho cả hai bên trong tương lai. Trong bối cảnh các cường quốc đang cạnh tranh mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cần duy trì một chiến lược đối ngoại linh hoạt và chủ động. Ngoài ra, Việt Nam nên cân nhắc việc mở rộng quan hệ không chỉ với EU mà còn với các quốc gia khác như là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Điều này sẽ giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác duy nhất. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sẽ là một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. EU có thể đóng vai trò quan trọng cho việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh thông qua việc cung cấp công nghệ, kinh nghiệm và đầu tư. Chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh đã và đang mang lại lợi ích môi trường, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Sự quan tâm của EU đối với Việt Nam là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các cơ hội từ việc ve vãn này, Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động cho việc đối phó với những thách thức có thể phát sinh. Việt Nam cần có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng và thực hiện các biện pháp cần thiết để nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Sự hợp tác chặt chẽ với EU sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình này, mang lại lợi ích cho Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á trong những năm tới. Những cơ hội hợp tác này có thể tạo ra những động lực mới cho sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo rằng Việt Nam có thể tận dụng tối đa các cơ hội từ việc hợp tác với EU là tập trung vào nghiên cứu và phát triển R&D. Việt Nam cần phải xây dựng một hệ sinh thái R&D mạnh mẽ, nơi mà các doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu có thể hợp tác và đổi mới. Việc này đã nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sự sáng tạo và cải tiến trong các lĩnh vực công nghệ, chế biến và sản xuất. Để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Việt Nam cần chú trọng vào giáo dục và đào tạo. Chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định thành công của bất kỳ chiến lược phát triển nào.
Việc đầu tư vào giáo dục, từ giáo dục cơ bản đến giáo dục nghề nghiệp, sẽ tạo ra một thế hệ lao động có trình độ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngày càng khắt khe. Việc tăng cường đối thoại và hợp tác đa phương cũng rất quan trọng trong bối cảnh hiện tại. Việt Nam nên tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế và khu vực để thúc đẩy lợi ích của mình. Các tổ chức như ASEAN, APEC và các diễn đàn quốc tế khác là nơi mà Việt Nam có thể thể hiện vai trò của mình và tham gia vào việc định hình các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Tóm lại, với việc EU ve vãn Việt Nam vừa là một cơ hội, vừa là một thách thức đối với đất nước, Việt Nam cần chuẩn bị tốt để tận dụng các cơ hội từ sự quan tâm này, đồng thời phải đối mặt với những yêu cầu và áp lực từ phía đối tác. Chỉ khi nào Việt Nam thực hiện một chiến lược phát triển bền vững, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì mới có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ việc hợp tác với EU. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và Việt Nam cần phải theo kịp xu hướng này. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh quốc tế đang ngày càng phức tạp và cạnh tranh gay gắt. Sự hợp tác với EU mang lại lợi ích cho riêng Việt Nam và góp phần tạo dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.